Nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt, Hà Nội thơ mộng không chỉ bởi vẻ đẹp của 36 phố phường mà còn có những làng nghề, phố nghề truyền thống đi vào sử sách, thơ ca. Trải qua những thăng trầm thời gian, các ngành nghề Hà Nội luôn gìn giữ bản sắc riêng, tạo ra sản phẩm độc đáo, tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc xứ Kinh Kỳ. Cùng với sự phát triển các ngành kinh tế khác, làng nghề Hà Nội là điểm nhấn không thể thiếu của kinh tế, của văn hóa thủ đô. Làng nghề, phố nghề của Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đồng thời là nơi chứa đựng các giá trị về văn hóa truyền thống, là nguồn tài nguyên vô giá để phát triển ngành thủ công mỹ nghệ và du lịch văn hóa, cấu thành nên ngành công nghiệp văn hóa đất Kinh Kỳ ngàn năm văn hiến. Hà Nội được coi là nôi nghề của cả nước, nơi tinh hoa bốn phương hội tụ với gần 1.400 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47 trên 52 nghề truyền thống của cả nước và cũng là nơi có nhiều tổ nghề của nhiều làng nghề trong cả nước. Nép mình bên bờ sông Hồng thơ mộng, làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội đã tồn tại và phát triển hơn 500 năm, được mệnh danh là cái nôi của gốm sứ Việt Nam. Vàng danh với những sản phẩm tinh xảo mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Để có được một sản phẩm gốm sứ hoàn chỉnh, người thợ cần phải trải qua 3 quy trình chính. Đó là tạo cốt gốm, trang trí hoa văn, phủ men và nung gốm. Các họa tiết hoa văn truyền thống như hoa sen, hạc, rồng phượng ẩn chứa ý nghĩa tài lộc và sự sung túc, khiến mỗi sản phẩm đều mang nét đặc trưng riêng. Nghề gốm Bát Tràng hôm nay không chỉ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tinh tế trong nghệ thuật, biến thổ thành kim, mà còn thổi vào các sản phẩm gốm tính mới, tính sáng tạo của giá trị nghệ thuật đương đại, giúp các sản phẩm gốm đáp ứng ngày càng đa dạng hơn thị hiếu khách hàng. Cũng giống như gốm được làm từ khối đất sét vô tri, những nghệ nhân làng Khảm Trai Chuôn Mỹ, huyện Phú Xuyên cũng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật bền bỉ theo thời gian từ những mảnh chai miếng gỗ. Qua bàn tay tài hoa người thợ, dù cùng một khuôn mẫu, nhưng mỗi tác phẩm Khảm Trai lại có sức sống riêng bởi sự sáng tạo và dấu ấn thẩm mỹ cá nhân họ. Mỗi một cái dáng vẻ của một cái bức tranh thì nó cũng có, mình nhìn cũng có cái sống động riêng của bức tranh. Cái này cũng vừa thì dựa theo bản thiết kế, vừa theo dựa khuôn mẫu thiết kế, với cả cũng có cái hoa tay của mình. Một trong những công đoạn được đánh giá khó nhất khi khảm trai là cần xà cừ, đòi hỏi thao tác liên hoàn ở trình độ cao. Nghệ nhân sẽ dựa theo nét vẽ để đục gỗ và gắn nguyên liệu họa tiết. Sau đó tỉa gọn, đánh bóng, còn gọi là mài khảm, rồi tô lại nét. Ngoài ra, để các mảnh chai trên bức tranh gỗ được đặt phẳng, người thợ phải mài thủ công vỏ chai rồi ngâm rượu, hơi lửa để chảy dốc, để cưa, đục thì các mảnh chai mới không bị vỡ. Không chỉ phát triển các nghề thủ công gia dụng hay trang trí, nhiều làng nghề Hà Nội mang đậm phong vị nhẹ nhàng đất Hà Thành. Vào mùa sen nở, khi hơi sương chưa tan hết, người làm nghề chè đã dậy sớm, chèo con thuyền, khéo léo thu lượm từng búp sen còn đẫm sương đêm. Từng bông sen được hái thật nhanh với những thao tác nhẹ nhàng để búp sen không nhàu nát. Sau đó, bông sen được đưa về nhà, người thợ thực hiện các công đoạn bóc cánh, tách gạo sen để ướp chè. Với những người làm chè sen, những ngày sen vào mùa là những ngày được ướp hương. Ngủ dậy cũng là sen và đi ngủ cũng là sen, yêu cái nghề đấy và làm cho cái bông chè của mình mọi người thưởng thức thì nó sẽ có chất lượng hơn. Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, những chiếc lược chải đầu làm từ chất liệu sừng tại xã Thụy Ứng, huyện Thường Tín hay những nón sinh tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai đã được làm ra một cách cầu kỳ, tinh tế. Muốn ăn cơm trắng, cá chê, muốn đội nón lá thì về làng Chuông.
câu ca xưa gợi nhớ về thời hoàng kim của làng làm nón làng Chuông. Cái ngày chợ phiên dập dìu kẻ mua người bán nguyên liệu làm nón, nón thành phẩm, từ lá cọ tươi, còn chỉ, khung nón đan được đan bởi nứa mọc dọc hai bên bờ đê sông đáy. Nón làng Chuông không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là nguồn thu nhập quan trọng cho hơn 4.000 hộ dân địa phương. Không chỉ phát triển mạnh về làng nghề mà trong lịch sử của mình, Hà Nội 36 phố phường có rất nhiều phố nghề, nơi chuyên doanh, buôn bán mặt hàng đặc trưng trên phố và những sản phẩm truyền thống của từng hội phường, hội nghề. Tuy giờ đây chỉ còn dăm con phố giữ đúng nghề xưa, nhưng khu vực phố cổ vẫn là nhịp cầu nối hữu hiệu đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề đến với người tiêu dùng và du khách gần xa. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, phố nghề Hà Nội đã không còn được như xưa, nhưng những con phố cổ nơi đây vẫn còn mang dấu ấn nghề đất Thăng Long. Mình là đời thứ 9 theo nghề thuốc đông y của các cụ. Mình mong muốn con cái theo được nghề hoặc là mình cũng truyền cho ai có tâm để dạy cho các cháu. Trải qua nhiều thế hệ, nhất là trong 70 năm qua, hội nhập phát triển của thủ đô, những người con làm nghề thủ công truyền thống Hà Thành vẫn luôn say nghề, yêu nghề. Với tôi thì cái tình yêu về gốm thì nó đến thì cũng rất là tự nhiên. Thì nhìn những công việc hàng ngày bố mẹ làm, nó không chỉ là đem lại một cái niềm đam mê mà nó còn đem lại một cái nguồn kinh tế giúp cho gia đình. Tôi rất yêu nghề. Đấy, cho nên là việc nặng việc nhẹ chúng tôi sẽ làm được hết. Để khắc phục khó khăn để kiếm lấy cái nghề, giữ lấy cái nghề tổ của các cụ để làm. Điều đặc biệt với các làng nghề có nghề nơi đây đó là không chỉ tạo điều kiện kết nối cộng đồng dân cư, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống xứ Kinh Kỳ mà còn phát triển đã tạo nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân. Hiện Hà Nội có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 20 tỷ đồng một năm, gần 70 làng nghề đạt từ 20 đến 50 tỷ đồng một năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng một năm, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách địa phương. Thu nhập bình quân của người lao động ở các làng nghề cao hơn nhiều so với lao động thuần nông. Các sản phẩm thủ công đã vượt qua khỏi biên giới, đến tay bạn bè quốc tế. Làng nghề Hà Nội sử dụng nguyên liệu từ nhiều nơi trên cả nước, làm gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương có liên kết vùng với Hà Nội. Đối với cái làng nghề của huyện Phú Xuyên thì cũng là một cái đóng góp rất lớn, khoảng độ trên 50% cái thu nhập cho nhân dân trong huyện. Nhận thức rõ ưu thế vượt trội riêng có, Hà Nội là địa phương duy nhất trên cả nước ban hành nghị quyết về xây dựng, đề án về phát triển công nghiệp văn hóa, coi ngành thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống là lĩnh vực công nghiệp sáng tạo có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Trong 70 năm qua, bên cạnh việc gìn giữ tinh hoa, các làng nghề phố nghề của Hà Nội đã nhanh chóng bắt kịp xu thế thời đại, ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế hiệu quả hơn, xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Và đó chính là động lực để họ có thể lưu truyền, tiếp nối tinh hoa cha ông để lại. Cá nhân tôi tin rằng là trong tương lai thì các cái làng nghề Hà Nội hiện nay mà còn thì trong tương lai cũng không mất. Bởi vì có những cái đồ làm thủ công bằng tay thì khó mà có thể thay thế bằng máy móc. Hoặc là có thể làm bằng máy móc thì nó lại không giá trị, nó lại không thú vị mỗi một sản phẩm là một linh hồn như là làm tay làm thủ công. Các làng nghề phố nghề Hà Nội đã đang góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo tiền đề thực hiện thành công chương trình OCOP và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Giá trị sản xuất của các làng nghề Hà Nội hiện nay đạt trên 24.000 tỷ đồng một năm. Thời gian trôi qua, làng nghề phố nghề Hà Nội có lúc suy lúc thịnh, có nghề với lịch sử trăm năm, có nghề mới hình thành do nhu cầu thị trường. Việc phát triển làng nghề còn có những tồn tại bất cập do tính chất làng, mùa vụ. Song tất cả đều cố gắng phát triển, lan tỏa theo cách riêng để mỗi sản phẩm thủ công truyền thống Made in Hà Nội sẽ thở hơi thở vùng đất Kinh Kỳ nức tiếng.